Chào các bạn, trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tạo cái liên kết giữa các cái thanh mà chúng ta thanh cánh trên này, và chúng ta đã sử dụng công cụ split để chúng ta cắt ở video trước. Thì các bạn thấy hai thằng này nó bị cắt ra bởi vì nó dài, độ cong nó thay đổi như thế này, chúng ta buộc lòng phải cắt. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo cái liên kết giữa hai cái thằng này. Thì liên kết giữa hai cái thằng này thì mình dự định sẽ tạo ra hai cái bản mã gắn với mỗi một cái thanh mỗi bên này, sau đó chúng sử dụng cái liên kết bu lông để liên kết lại. Đấy là một cái loại liên kết mà chúng ta có thể sử dụng. Các bạn lưu ý là trong cái khóa học Tekla này, chúng ta sẽ đi từng bước một cách rất là thủ công để các bạn nắm được tất cả các công cụ và cái cách để các bạn có thể tạo ra các liên kết một cách bằng tay, một cách thủ công. Còn các cái liên kết tự động thì nó rất là đơn giản thôi, thì mình sẽ giới thiệu trong các cái video sau. Chúng ta cứ làm thủ công cho nó nhuần nhuyễn đi đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tạo cái bản mã trước. Thì cái bản mã được tạo ra ấy, thì mình sẽ tạo là với mỗi một cái thằng này, mình sẽ tạo ra một cái thằng bản mã gắn với cái đầu này. Thì thằng bản mã nó sẽ phải vuông góc với cả cái trục của cái thanh cánh trên này. Thì để tạo ra bản mã ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ plate này để chúng ta tạo. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải tạo ra các cái điểm trước để chúng ta xác định được cái bản mã này. Bây giờ thì đầu tiên này, các bạn thấy là cái thanh cánh trên này nó có cái đường kính là 244.5. Các bạn có thể vào select, các bạn thấy là đường kính đây là 244.5. Đây. Thì bây giờ mình muốn tạo ra cái bản mã của mình ấy, thì cái bản mã của mình dự định cũng tạo ra cái một cái bản mã là hình tròn. Một bản mã hình tròn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tạo điểm trước, chúng ta vào edit này. Ta click vào point. Rồi, ở đây các bạn chọn cho mình cái plane nhé, để chúng ta bắt điểm chỉ trong cái mặt phẳng lưới trục số 2 này thôi này. Bây giờ mình sẽ click vào point, mình click vào at any position. Đây, mình sẽ tạo một cái điểm ở đây. Đây các bạn thấy này. Đây. Khi chúng ta sử dụng công cụ split thì nó có khoảng hở này, chúng ta bắt cái điểm đầu tiên ở đây. Rồi. Mình sẽ bắt một cái điểm trên này nữa. Chúng ta phóng lên. Hoặc là chúng ta escape đi. Chúng ta có một cái điểm này rồi. Rồi. Rồi mình sẽ bắt cái điểm này. Bắt cái điểm này. Chúng ta kích chuột phải, chúng ta chọn move special. Chúng ta chọn copy. Rồi, chúng ta bắt vào cái điểm này. Chúng ta bắt vào cái điểm gốc này nữa. Ok. Sẽ di chuyển dọc theo cái này. Và bây giờ mình sẽ gõ cái đường kính là 244.5. Ok. Rồi. Đây, mình có một cái điểm thứ hai trên đỉnh này. Rồi, thì cái này, cái bản mã này nó sẽ mở rộng ra mỗi bên. Ví dụ như là cái đoạn là bằng 244.5 chia cho 2. Mình mở rộng ra như thế chẳng hạn. Tức là bằng một cái lần bán kính. Thì 244.5 244.5 mà chia cho 2. Đấy, 122.25. Đấy, mình sẽ thằng này mình sẽ copy tiếp. Đây. Ok. Mình sẽ kích chuột phải, chọn copy. Ok. Bắt vào thằng này, đưa lên như thế này. Bây giờ mình sẽ nhập là -122.25. Rồi. Đây, mình có một cái điểm ở đây. Rồi, tương tự thằng này, mình cũng kích copy. Chọn điểm này. Mình hướng về đây. -122.25.
25. Rồi, ok. Đây, mình có cái viền đây rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi copy những cái điểm này ra theo hai cái phương, theo phương trục Z để chúng ta tạo ra các cái điểm để chúng ta vẽ cái tấm bản mã. Và chúng ta kích chuột phải, chọn copy special, chọn linear. Mình sẽ copy theo phương trục Z là 244.5. Ok, chúng ta kích copy. Một thằng nữa là chúng ta để âm. Chúng ta kích copy. Rồi, chúng ta kích ok. Vậy mình vào 3D chúng ta xem. Đây là các cái điểm mà chúng ta đã tạo ra trên 3D. Bây giờ mình sẽ sử dụng công cụ Blade để chúng ta vẽ các cái điểm này. Ở đây các bạn chuyển cho mình thành về 3D. Chúng ta kích vào điểm này. Kích vào đây. Kích vào đây. Kích vào đây. Kích vào đây. Thì chúng ta có cái tấm này. Đó. Rồi, bây giờ nếu mà các bạn muốn tạo cái tấm bản mã này là hình tròn thì chúng ta phải tạo bo góc cho nó. Thì để bo góc thì các bạn kích chọn cái tấm này thì các bạn thấy nó hiện lên các cái điểm ở bốn góc này. Thì các bạn sử dụng phím An để các bạn kích chọn cái điểm này, sau đó các bạn kích ấn giữ phím An và kích Enter thì nó sẽ mở ra cái bảng chamfer property này. Thì để bo góc tròn ấy, thì các bạn lựa chọn cái góc tròn ở đây. Đấy, xong ở đấy các bạn nhập cái giá trị bo bằng đường kính bo góc ở đây. 244.5. Bạn kích modify thì cái này nó sẽ bo góc theo như thế này cho các bạn. Đấy. Thế thì bây giờ mình cancel, mình Ctrl Z lại. Bây giờ các bạn muốn bo tất cả các góc thì chúng ta sẽ phải đi bắt tất cả các cái điểm này. Đấy, đầu tiên các bạn chọn này, sau các bạn giữ phím An, các bạn bắt cho mình tất cả cái chỗ này. Đấy, thì mình sẽ bắt tất cả được các cái điểm này, sau đó mình giữ An Enter. Sau đó các bạn chọn cho mình cái này và bạn gõ đường cái bán kính bo góc ở đây là 244.5. Chúng ta kích modify thì các bạn thấy nó sẽ bo lại thành hình tròn cho chúng ta. Đấy. Đó. Rồi bây giờ mình ấn Ctrl P. Rồi mình ấn Ctrl 1 để các bạn xem chế độ dây. Đấy, các bạn thấy ở đây là cái tấm của chúng ta này. Chúng ta kích đúp vào đây. Thì tấm này đang dày 30. Rồi, chúng ta sẽ cho nó dày 10. Ta kích modify. Cái này dày 20 nhé. Ok. Rồi. Đó. Đấy, các bạn thấy cái tấm đây. Thì bây giờ mình sẽ copy cái tấm này ra thêm một cái nữa ở bên này. Đấy, chúng ta kích chọn thằng này. Chúng ta kích chuột phải, chọn copy. Chúng ta bắt điểm này. Ở đây mình sẽ chọn là plane. Rồi chúng ta bắt điểm này. Chúng ta bắt xong điểm bên này. Rồi ok, tính interrupt. Rồi bây giờ mình sẽ Ctrl 4 để mình xem. Quay về 3D. Đó, các bạn thấy ở đây. Ok. Chúng ta Ctrl 1 để các bạn xem. Ctrl P, chúng ta nhìn trên mặt phẳng. Thì ở đây các bạn thấy là cái bản mã này này. Cái bản mã này nó đang đè lên một phần của cái thanh cánh trên này. Chúng ta phải sử dụng cái công cụ cắt để chúng ta cắt để sao cho cái thanh này nó dính đến bề mặt này thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ edit. Đây, chúng ta sử dụng công cụ path cắt này. Ok. Rồi, mình bắt thằng này. Bắt thằng bên này. Rồi, cho nó cắt. Rồi, ok, chúng ta bắt thằng này. Bắt thằng này. Ok. Rồi chúng ta Ctrl 4. Chúng ta xem. Đây, các bạn thấy là nó cắt sát đến như thế. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái liên kết bu lông để chúng ta liên kết hai thằng này lại với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ bu lông. Ở đây mình refresh lại Retro View. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bu lông để chúng ta liên kết hai cái thằng này lại với nhau. Rồi mình kích vào bu lông này, mình kích vào thằng này, kích vào thằng này. Rồi ok, mình kích space. Bây giờ mình kích cái vị trí trục x để phân phối bu lông. Chúng ta kích điểm này đầu tiên. Chúng ta kích vào điểm này thứ hai. Rồi ok. Rồi chúng ta kích interrupt. Đây, chúng ta kích đúp vào thằng này lên.
Bây giờ mình sẽ hiển thị cái bu lông này lên. Mình bỏ cái thằng này đi. Chúng ta sẽ cho hiển thị bu lông lên. Ta kích Modify. Rồi, bây giờ các bạn thấy là nó đang lấy theo cái cách phân bố bu lông của cái bu lông lần trước chúng ta đặt đấy. Thì ở đây mình sẽ chuyển cái này. Mình muốn bu lông theo hình tròn thì chúng ta chuyển thành circle. Số lượng bu lông, ví dụ mình để 6. Rồi là đường kính bu lông mình sẽ để là ví dụ như là 240. Chúng ta kích modify. Chúng ta sẽ để rộng ra một tí nữa. 350 đi. Ta kích modify. Đây. Đấy, các bạn thấy ở đây như này. Bây giờ chúng ta sẽ phải tăng số lượng này lên 9 đi. Màu phải. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ phải di chuyển cái bu lông này xuống, offset nó xuống theo phương x một đoạn. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển nó xuống từ đỉnh này xuống này. Đây các bạn thấy là nó lấy tâm ở đây. Đấy, chúng ta sẽ phải dịch chuyển tâm này xuống. Đấy là 204.5. Ta kích modify. Đấy. Đấy, cái vị trí điểm đặt ban đầu điểm mình kích ở đây mà bây giờ mình sẽ offset di chuyển nó xuống về tâm thì các bạn thấy là cái tâm của cái bu lông nó sẽ vào trong này thì đây đấy chúng ta kích apply ok đấy là tạo cái liên kết nối giữa hai cái thanh cánh như thế nói chung là nó cũng rất dễ thôi quan trọng là các bạn nắm được cái công cụ rồi ok hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.